cả quý đệ tử Chúa cùng tất cả quý ông bà chị em rất là vinh hạnh để có mặt ở đây tôi nghĩ rằng quý vị cũng dành thời gian để cầu nguyện cho sức khỏe đệ tử Chúa là một sự quản nhiệm của quý vị vì cỡ sức khỏe ông được tốt cho nên sáng nay tôi có mặt đây để thay thế cho ông để công bố một cái sứ điệp mà Chúa dành cho tất cả quý vị Amen yeah, tôi nghĩ rằng không phải ngẫu nhiên tình cờ Chúa đưa tôi đến đây nhưng mà Chúa ngài đưa tôi lên đây để nói với một ai đó đang ngồi tại nơi này. Đó là Chúa có điều vĩ đại hơn dành cho hội thánh và mỗi cá nhân quý vị có mặt tại nơi đây. Và tôi cũng muốn chào đón những người đang xem online, Chúa cũng có những điều vĩ đại hơn dành cho quý vị. Những người đang ngồi trên xe hơi hay phòng khách hay một nơi nào đó Chúa vẫn có những điều vĩ đại hơn dành cho tất cả chúng ta Và kính thưa quý vị tôi cảm nhận một điều Đó là Chúa đang dịch chuyển quý vị đến những điều lớn lao hơn Chúa đang dịch chuyển quý vị đến những điều sâu nhiệm hơn Ngay cả ở trong vật chất lẫn tâm linh Sáng nay tôi đến đây và tôi đã chia sẻ cái sự mặc hại đó Điều đó cho lễ một và tôi nghĩ rằng đó cũng là điều mà dành cho ai đó, một người nào đó tại nơi đây đang cần lời này. Lời đó ở trong giớp đoạn 23 câu số 14, điều Ngài đã nhất định làm cho tôi thì Ngài sẽ làm cho xong. Chúa muốn nói với một ai đó đang cần lời này, điều Ngài nhất định làm cho cuộc đời quý vị, Ngài sẽ làm cho xong. Và ở trong Ngài còn lắm điều khác giống như vậy, còn những điều tương tự tốt đẹp giống như vậy chúa sẽ đem đến cho quý vị amen nha yeah. cho nên nếu quý vị còn lời này hãy nói amen cảm tạ ơn chúa amen kính yeah. thưa quý vị sáng nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện thật là kỳ diệu đó là một phép lạ mà theo sứ đồ dân đây là một phép lạ đầu tiên mà chúa giêsu ngài thi hành ở trong chức vụ của ngài với mục đích đó là để mọi người tin vào Ngài. Và họ nhận biết Ngài thực sự là Đấng cứu thế của cuộc đời họ. Và tôi muốn mượn câu chuyện đó để khích lệ hội thánh với chủ đề đó là điều vĩ đại hơn. Chúng ta cùng nhau mở trong văn chương thứ hai từ câu 1 đến câu số 12. Nếu quý vị đến đây có kinh thánh hãy mở ra trong văn đoạn chương 2 từ câu 1 đến câu số 12. Nếu quý vị không mang theo kinh thánh thì có một sự trợ giúp đó là từ màn hình. Hãy trân cùng nhau trân trọng, trân quý lời của Chúa. Xin quý vị cùng đứng lên và đọc chung với nhau những câu kinh thánh tuyệt vời này. Xin bắt đầu từ câu thứ nhất. Vào ngày thứ ba, có một tiệc cưới tại thành Cana trong miền Galilee. Mẹ của Đức Giêsu có mặt tại đó. Ngài, được khi rượu đã cạn, mẹ của Đức Chúa Giêsu nói với ngài: người ta không còn rượu nữa. Đức Chúa Giêsu trả lời, thưa bà, việc này có liên can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Mà Ngài nói với những người phục vụ rằng, người bảo gì thì hãy làm y như vậy. Tại đó, có sáu cái chum bằng đá dùng vào việc tẩy sạch theo lễ nghi do thái. Mỗi cái chứa được hai ba thùng nước. Đức Chúa Giêsu bảo họ, hãy đổ đầy nước. Họ đổ đầy tới miệng, rồi Ngài lại bảo, Bây giờ hãy múc ra, đem đến cho người quản tiệc. Vậy, họ đem đến cho người ấy. Khi người quản tiệc ném nước đã biến thành rượu, nhưng không biết rượu đến từ đâu. Còn những người phục vụ đã múc nước thì biết. Ông gọi chàng rể và nói, mọi người đều đãi tiệc ngon trước. Và khi người ta uống nhiều rồi mới đãi rượu kém hơn. Nhưng anh thì giữ rượu ngon cho đến bây giờ. Đây là dấu lạ thứ nhất Đức Giêsu đã làm tại Cana trong miền Galilee và bày tỏ vinh quang Ngài trên các môn đồ tin Ngài. Sau đó, Ngài cùng với mẹ, các em và các môn đồ đi xuống thành Capernaum và ở lại đó ít ngày. Amen. Xin mời quý vị cùng ngồi. Kính thưa quý vị, bối cảnh đoạn kinh thánh ghi là một phép lạ mà Chúa Giêsu ngài thi hành tại ở trong một tiệc cưới của một đôi bạn trẻ nào đó tại một nơi gọi là Cana và Chúa đã khiến cho nước lã thành rượu. Đó là điều mà không ai trước đó có thể ngờ tới được. Và phép lạ này khiến cho nhiều người tin vào ngài, nhiều môn đồ tin vào ngài. Và chúng ta học được điều này, bối cảnh của đoạn kinh thánh này, chúng ta không biết lý do gì mà cái tiệc cưới này nửa chừng nó gặp gián đoạn, gặp nan đề, bị tắt nghẽn, có một khó khăn xảy ra. Có thể vì lượng khách quá đông hơn cái dự kiến của gia đình. Có thể cái buổi tiệc kéo dài quá dài bởi vì mọi người vui quá cho nên họ nán một chút ở lại hay có thể là do tài chính của gia đình nó bị giới hạn cho nên họ không thể chuẩn bị nhiều hơn cho nên cái buổi tiệc nó gặp trắc trở nửa chừng Kính thưa quý vị, có nhiều lý do khách quan khác nhau Thì cho dù gì đi nữa Thì chúng ta cũng biết một điều rằng Chúa ngày quan tâm đến nhu cầu của những người trong ngày hôm đó, nha. Họ cần phải tiếp tục buổi tiệc, nha. Và đó cũng là cái tương lai của cặp đôi này ở trong cái lễ cưới này. Đó cũng là danh dự hay vinh dự của họ. Chúa muốn họ có một đời sống viên mãn, hạnh phúc lâu dài. Điều gì xảy ra nếu tiệc cưới nửa chừng hết đồ ăn thức uống để phục vụ, thì chắc có lẽ là sẽ có nhiều lời ra tiếng vào. Nhiều người thì rất cũng rất vui khi đến để chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Nhưng mà đôi khi cũng có nhiều người trở về họ phàn nàn và lầm bầm. Quý vị có bao giờ đi đến một tiệc cưới mà họ để chỉ đãi tới ba món rồi họ dừng lại đó không? À, và ai đó nói xin lỗi quý vị bởi vì nhà hàng chúng tôi hết thức ăn rồi thì quý vị sẽ trở về như thế nào? Vui nhưng mà không được trọn vẹn đúng không nào? Thậm chí vài người trở về căng nhằn lầm bầm gì đó. Chính vì vậy, chính vì lý do đó Chúa đã có mặt ở đó Và Ngài làm nên cái phép lạ lớn lao này Điều này có nghĩa là Chúa quan tâm đến mọi nhu cầu của nguyên bạn chị em Và tôi thiết nghĩ thậm chí cái đôi bạn trẻ đó Hai nhân vật chính ở trong ông đó Họ cũng không hề bước cái nan đề xảy ra Bởi vì cái nan đề xảy ra chỉ những người phục vụ ở dưới bếp mà thôi những người đằng sau sân khấu mà thôi Kính thưa quý vị, những người ở hậu đài đó Họ mới biết Yeah. và kính thưa quý vị đôi bạn trẻ này thậm chí họ không biết được cái nan đề đó cho nên trong cuộc sống đôi khi có những điều xảy ra ở trong tương lai của mình quý vị không hề biết nhưng mà tại đây chúa ngài quan tâm đến những nhu cầu sâu xa ở trong cuộc đời của họ và đó cũng là điều mà chúa quan tâm đến đời sống anh chị em và một điều nữa chúng ta học thông qua đoạn kinh thánh này Chúa Giêsu đã từng công bố với Mary đó là mẹ của ngài đây không phải là thời điểm của ngài đây không phải là thời điểm ngài bày tỏ cái phép lạ đó đây không phải là thời điểm để ngài bày tỏ là ngài là đấng cứu thế kính thưa quý vị chưa ngài mới bắt đầu thi hành chức vụ nhưng mà vì cái nang đề đó vì quan tâm vì yêu thương vì lòng thương xót cho nên ngài đã bày tỏ một phép lạ là lớn lao kính thưa quý vị cho nên tôi muốn kết lệ quý vị rằng ngài có mặt ở đâu ở đó có phép lạ Yeah, sự hiện diện của Chúa ở đâu? Ở đó có phép lạ. Chính vì vậy mà tôi muốn kết lệ hội thánh này. Chúng ta hãy giữ một đời sống trung tính với Chúa. Hãy siêng năng tìm kiếm Chúa. Hãy trung tính phục vụ Chúa. Thì cuộc đời của quý bạn chị em sẽ là cuộc đời dư đầy những phép lạ. Và kính thưa quý vị, chúng ta học được thông qua bối cảnh đoàn kinh thánh này. Ngài có thể có nhiều cách để giúp đỡ chúng ta. Ngày bỏ họ là một việc mà không liên quan gì đến cái nang đề. Cái nang đề của họ đó là hết thức uống, hết rượu. Thì phải đi mua rượu, phải tìm một cửa hàng nào đó. Phải lên mạng tìm một cái 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 cửa hàng nào đó gần nhất ở trong phạm vi của họ. Phải đặt nhanh để có thể người ta giao kịp thôi. Đó là việc cần phải làm khi cái nang đề xảy ra. Đó là cách thông thường người ta thường hay giải quyết. Nhưng mà kính thưa quý vị, tại đây chúa làm một việc mà nó không giống như điều những người ở đó mong đợi. Đó là ngài bảo những người phục vụ đi xúc sạch mấy cái chế đá đi rồi đổ nước mới vào, nước sạch vào và sau đó múc ra và nước đó trở nên rượu ngon. Kính thưa quý vị, cho nên cái điều kiện tiên quyết để có thể nhìn thấy phép lạ đó là chúng ta cần phải tin vào ngài. Đôi khi ngài thử nghiệm chúng ta bằng đức tin. Nha, cái việc nó không liên quan đến việc là cái 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 nan đề nhưng mà thử chúng ta có vâng lời hay không chúng ta có có thưa với Chúa cùng amen với những gì mà ngài bảo chúng ta không thật là tuyệt vời bởi vì tại đây có những người có đức tin họ đã vâng lời Chúa họ làm việc một cái việc mà dường như chẳng liên quan gì cái nan đề đang xảy ra nhưng mà bởi vì những người phục vụ tại nơi đó vâng lời và có một phép lạ xảy ra cho nên tôi kính lệ quý vị sẽ có nhiều điều lớn hơn mà Chúa mang đến cho cuộc đời chúng ta. Điều lớn hơn đó là chúng ta không chỉ nhìn thấy phép lạ nước Chúa có thể khiến cho nước lá thành rượu ngon. Nước lá là một cái việc rất là bình thường, một thứ rất là bình thường có chung quanh chúng ta, vô vị, không mùi, không vị, đúng không nào? Nha, nước lá là vậy, công thức là H2O, nha. Và kính thưa quý vị nó không mùi, không vị gì cả nó không có ý nghĩa gì cả nó đầy ở chung quanh chúng ta đôi khi quý vị đến đây quý vị tự hỏi rằng cuộc đời tôi nó dường như vô vị nó không có ý nghĩa không có giá trị bởi vì quý vị trải qua những khó khăn của cuộc sống trải qua những thất bại những thăng trầm của cuộc đời này và đôi khi chúng ta nhìn vào chính mình và tự hỏi và mặc cảm đó là cuộc đời tôi chẳng có ý nghĩa vô vị vô dụng luôn và nhiều người cũng đã từng nói quý vị như vậy đó Cuộc đời bạn vô dụng rồi, không còn ý nghĩa nữa đâu, bạn thất bại rồi, bạn phá sản rồi, bạn đổ vỡ rồi. Và kính thưa quý vị, bạn vỡ nợ rồi, nhiều thứ lắm. Người ta nói vào cuộc đời chúng ta như vậy đó. Giờ dường như chúng ta nhìn thấy ồ đúng như vậy, tôi thất bại thật, tôi vô dụng, tôi không có ý nghĩa gì cả, giống như nước lạ. Nhưng mà kính thưa quý vị, điều lớn hơn chúng ta nhìn thấy đó là Chúa có thể khiến một thứ vô vị trở nên có hương vị đặc biệt Chúa tiến một thứ vô giá trị Trở nên có có giá trị đặc biệt Và cùng một cách như thế Chúa cũng sẽ biến đổi cuộc đời quý vị Từ vinh quang đến vinh quang yeah, Và kính thưa quý vị Điều lớn hơn chúng ta nhìn thấy Đó là tại đây Nhiều môn đồ bắt đầu tin Ngài Lúc bấy giờ Chúa Giêsu mới kêu gọi năm môn đồ thôi nha Ở đây có một sư à, tiến sĩ nghiện cảnh ở đây Yeah. Và kính thưa quý vị Lúc bây giờ chưa có phải 12 môn đồ đâu Khi Ngài bắt đầu chức vụ Thì chỉ có Giăng, Andre, Phi-rơ, Philip và Nathanael Nhưng mà thông qua cái phép lạ này Nhiều người bắt đầu tin vào Ngài Nhiều người đi theo Ngài Số môn đồ được gia tăng Điều đó có nghĩa là Chúa cũng sẽ làm những điều lớn lao hơn trên cuộc đời quý vị Để rồi nhiều người họ sẽ nhìn thấy Và họ chạy đến để tin Ngài cùng một cách như thế Cảm ơn Chúa vì mỗi tháng chúng ta có hơn 10 người bắt tem. Yeah. Và cảm ơn Chúa vì điều gì để có thể thu hút họ, điều gì có thể kéo họ đến với Chúa. Đó là những điều lớn lao Chúa làm cho cuộc đời anh chị em. Trở nên một bức thư sống, vẫn là một bằng chứng sống một cái, cái câu chuyện đầy năng quyền để họ nhìn thấy Chúa sống động ở trong cuộc đời anh chị em và chạy đến thêm khác và tin cậy nơi Ngài. Cho nên tại đây chúng ta nhìn thấy Chúa ở cấp độ Rabbi. Cấp độ cao hơn Đó là lúc bây giờ nhiều người nghĩ là Chúa Giêsu giống như một ra vi người Do Thái Giống như một người thầy dạy luật Kính thưa quý vị Nhưng mà thông qua phép lạ này Họ nhìn thấy Chúa là một đấng cứu thế Kính thưa quý vị yeah. Đó là một trải nghiệm sâu nhiệm hơn Đối với những người có mặt Ở trong buổi tiệc ngày hôm đó cho điều thứ nhất mà tôi muốn khích lệ Hội Thánh sáng hôm nay thông qua suy điệp này Đó là để kinh nghiệm điều lớn hơn chúng ta cần phải đến Chúa Chúa trước tiên hay đặt ưu tiên trong cuộc đời chúng ta là Chúa. Một nguyên tắc trước hết ở trong Matthew đoạn 6 câu 33 đó là các con hãy tìm kiếm vương quốc chúa trời và sự công chính của Ngài thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Mọi điều ấy nữa đó là những nhu cầu ở trong cuộc sống ăn gì, uống gì, mặc gì. Kính thưa quý vị, đây là một cái lời mà Chúa Giêsu dạy ở trong một loạt bài sự dạy dỗ về phẩm chất của người cơ đốc, những người đi theo Chúa và hiểu biết được vương quốc của trời và trách nhiệm của chúng ta ở trong vương quốc ở trong một loạt bài giảng gọi là bài giảng trên núi. Và cứ quý, quý vị, điều đó có nghĩa là Chúa muốn nhắc nhở quý vị cầu nguyện là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Cái điều đây là điều cơ bản nhất Nhưng mà đó là nguyên tắc bất di bất dịch Để chúng ta có thể nhận được phước hạnh từ nơi Chúa Quá nhiều người ngày hôm nay đã không còn trung tính đọc lời Chúa mỗi ngày, nha. Yeah. Cho nên cách đây 21 thế kỷ, Chúa Giêsu đã nhìn thấy điều đó, nha. Yeah. Ngài xuyên nhìn xuyên qua lịch sử của nhân loại, ngài nhìn xuyên qua cái khoảng thời gian và không gian, ngài biết rằng sẽ có một thời điểm con người thích công nghệ hơn là thích lời của Chúa, có một thời điểm người ta thích tìm kiếm thông tin qua mạng xã hội hay qua cái 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 cái. Internet hơn là tìm kiếm ý muốn của Đức Trời qua kinh thánh. Cho nên Ngài phán rằng trước hết các con cần phải tìm kiếm Chúa, tìm kiếm lời ta. Kính thưa quý vị, sự khôn ngoan từ nơi Chúa sẽ đến với chúng ta thông qua lời của Ngài. Các con được trong sạch nhờ lời ta bảo cho. Chúng ta cần phải trung tính thờ phượng Chúa giống như vậy. Cảm ơn Chúa vì chúng tôi được khích lệ. Những đầy tới Chúa, những mục sư ở trong giáo hội thật sự khích lệ thông qua quý vị chúng tôi nhìn thấy hội thánh quý vị như một kiểu mẫu để chúng tôi tiếp tục xây dựng hội thánh của Chúa ở trong thành phố này ở trên đất nước này quý vị thực sự trung tính nha yeah. có một lời khen ngợi cho hội thánh của quý vị nha yeah. đó là quý vị thực sự trung tính và giống như một cái kiểu mẫu để chúng tôi cùng tiếp tục phục vụ Chúa những chức vụ của chúng tôi những mục sư tại thành phố này sẽ nhìn thấy những gì mà Chúa làm ở trên hội thánh quý vị và chúng tôi cũng học đòi như vậy và kính thưa quý vị trước hết là quý vị dành thời gian ở trong cuộc đời mình tài nguyên ở mình có để phục vụ chúa thì những điều còn lại chúa sẽ bàn trò chúng ta ở trong câu số 3 khi rượu đã cạn mẹ của đức chúa giêsu nói với ngài người ta không còn rượu nữa kính thưa quý vị nan đề xảy ra bất thần linh xảy ra Ngoài sự dự kiến cho nên hội thánh ơi tôi muốn kêu gọi tất cả quý vị rằng chúng ta phải giữ tấm lòng của chúng ta với chúa bởi vì cái nan đề, cái hoạn nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nó ngồi tầm kiểm soát của chúng ta. Và tại đây, tiệc đang diễn ra rất là vui vẻ, đùng một cái. Hết đồ ăn, thức uống, hết rượu, hết thức uống. Và kính thưa quý vị, họ đã tìm cách để giải quyết cái nan đề này. Kính thưa quý vị, làm sao để có thể giải quyết cái nan đề này? Làm sao để có thêm rượu để đại tiếp tục, để kéo dài cái buổi tiệc này? Để phục vụ cái buổi tiệc này tốt hơn? họ không tìm kiếm cái cách giải quyết theo cái kiểu thông thường kính thưa quý vị nha qua câu kinh thánh này chúng ta thấy rằng tại đây à, người ta không tìm cái cách giải quyết cái nan đề giống như chúng ta ngày hôm nay nếu quý vị ngày hôm nay quý vị sẽ làm gì nếu là tôi có mặt ở trong buổi tiệc hôm đó tôi thấy như vậy tôi sẽ ngay lập tức l lua lên công ty cung cấp rượu gần nhất nha và tôi thấy hiện lại một kết quả và tôi sẽ chọn cái bán kính nào gần nhất địa điểm tôi sống tôi sẽ đặt một công ty giao hàng nhanh à, và tôi nói là tôi sẽ chịu phí tổn rất là nhiều vui lòng cung cấp cho tôi à, với thời gian sớm nhất có thể đúng không nào cái quý vị sẽ tìm cách như thế đúng không nào nhiều người ngày hôm nay sẽ dùng cách như thế nhưng mà tại đây chúng ta thấy rằng không họ không tìm công ty giao hàng nhanh người không thầy còn tìm một cung công ty cung cấp gần nhất địa điểm họ đang sống nhưng mà làm gì mẹ của Chúa Giêsu đã đem nang đề đến với Chúa Giêsu Amen nha bà đã đem nang đề đến với Chúa Giêsu đây là cách mà cơ đốc nhân tốt thường hay làm ngày hôm nay Tôi không biết bao nhiêu người trong quý vị muốn trở nên cơ đốc nhân tốt. Nhưng mà cái cách mà Mary để đem nang đề đến với Chúa Giêsu đó là cách mà cơ đốc nhân tốt thường là. Yeah, rất tuyệt vời. Hội Thánh ơi, nếu quý vị đi theo khuôn mẫu này, đó là à, chúng ta hãy đem những nang đề chúng ta đến với Chúa ở trong chỗ cầu nguyện. Đôi lúc thay vì chạy đến với Chúa trước tiên, thì nhiều người hôm nay họ làm một cách ngược lại. Là một mục sư tôi thấy có nhiều người ngày hôm nay làm theo cách ngược lại Kính thưa quý vị Họ coi Chúa Giêsu là cứu cánh cuối cùng Thay vì Ngài là cứu cánh của chúng ta Ngài là ưu tiên, Ngài là hàng đầu Thì họ lại coi Chúa Giêsu là cứu cánh cuối cùng Tại sao tôi nói vậy? Bởi vì khi không còn ai giúp đỡ nữa Khi bất lực rồi, vô phương cứu chữa rồi đó Thì chúng họ mới chợt nhớ đến Chúa Kính thưa quý vị Tôi thường thấy nhiều cơ đốc nhân như thế đó khi gặp hoạn nạn á, gặp nan đề họ than phiền với người này người khác, họ than phiền với những người thân yêu lâm còn ở trong gia đình chưa đủ, họ than phiền cho cả thế giới biết nữa Kính thưa quý vị, nha thỉnh thoảng tôi gặp điều đó đó, đó là gặp một cái chuyện gì đó bức xúc nan đề hay là gì đó, họ xả nó ở trên mạng xã hội, nha và thế là họ ngồi đó họ chờ lời bình luận nha của những người quen trong cái list bạn bè mà kính thưa quý vị Thỉnh thoảng tôi cũng có thấy điều đó Và dạ, thỉnh thoảng thôi nha Và yeah, yeah. Mà kính thưa quý vị Tôi tò mò Tôi nhìn xem thử trong cái list vạn bè đó Những cái lời bình luận đó Có cái lời gì để giúp cho cái người đó giải quyết cái nan đề không Và tôi kéo dọc kéo dọc dọc Cuối cùng tôi không thấy cái lời nào có thể giải quyết được nan đề nào hết cho nên thôi hãy dừng cái cách xả nó trên mạng xã hội, hãy giống như Mary đem cái nhu nan để chúng ta đến gặp Chúa trước tiên. Amen. Nhá. Yeah. Cho nên khi mà không còn thấy hiệu quả rồi á, nhiều người mới chạy đến với hội thánh. mới chạy đến với Chúa kiên ăn cầu nguyện làm đủ mọi thử hết. Nhá, yeah. cho nên họ không đặt Chúa là cứu cánh đầu tiên, nhưng mà họ coi Chúa như cuối cánh cuối cùng vậy đó. Hội thánh ơi, cuộc sống thì ai cũng bận rộn cả. Nhưng tôi muốn khích lệ quý vị là hãy ưu tiên cho Chúa. Và nếu quý vị ưu tiên cho Chúa thì quý vị cần phải nói không với những điều không ưu tiên. Đúng không nào? Ở trong cuộc sống thì có nhiều việc cần phải giải quyết. Nhưng mà chúng ta phải tập nói không với một số điều. Để rồi chúng ta có thời gian với Chúa như một nguyên tắc mà chúng ta học được. Thông qua câu chuyện này đó là Mary không tìm cách giải quyết cái nan đề đó giống như những người bình thường nhưng bà đã đem đến với Chúa Giêsu và chính Chúa Giêsu cũng để lại cho tôi một quý vị một khuôn mẫu thật là đẹp ở trong bốn sách phúc âm đó là làm sao à mỗi sáng sớm khi các môn đồ còn ngủ và thậm chí họ còn ngái đúng không nào yeah, Chúa Giêsu tách ra một nơi vắng vẻ và thầu nguyện với Cha mình và thậm chí có những lúc Ngài rất là bận rộn ở trong chức vụ đoàn dân đông rất là đông, chen lấn, xô ép để đến với Ngài, mong Ngài đặt tay chữa lành đủ quý và làm các phép lạ. Nhưng mà con những khoảnh khắc đó, Ngài biết rằng rất là bận, họ cần Ngài, nhưng mà Chúa Giêsu cũng tách rõi đoàn dân đông đến một nơi vắng vẻ tìm cha của Ngài. Quý vị học được đúng không nào? Nhà, cho nên xin Chúa giúp cho tôi và quý vị à, để chúng ta học được cái nguyên tắc trước hết tại nơi đây tôi không biết rằng Mary có biết Chúa Giêsu để hóa nước lã thành rượu không tôi nghĩ rằng bà không biết đâu nha bà nghĩ rằng có cách nào đó để Chúa có thể giúp đỡ cho cái đám tiệc này nha Nà, à, tôi nghĩ rằng bà không bao giờ ngờ là Chúa có thể hóa nước lã thành rượu ngon được kính thưa quý vị nhưng mà dù gì đi nữa thì bà cũng làm việc rất đúng mặc dù bà không biết Chúa làm bằng cách nào cho nên tôi muốn khích lệ quý vị rằng hãy đến với Chúa Yeah. còn chúa ngài hành động bằng cách nào đó là tùy ý ngài nha yeah. yeah. Chúng ta không có có quyền để yêu cầu Chúa làm đúng theo cái cách chúng ta nghĩ Bởi vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu Thì đường lối và ý tưởng của ta sẽ cao hơn đường lối và ý tưởng của các con bấy nhiêu Phần chúng ta là đến với Chúa Còn phần còn lại đó là ngày hành động theo cách và thời điểm của Ngài Kính thưa quý vị nha yeah. Cái khuôn mẫu của Mary đó là hoàn toàn lệ thuộc của của, của, cái cái đời sống của bà vào Chúa. Có thể nó là cái thói quen của cách sống. Kính thưa quý vị, lệ thuộc vào Chúa, tìm kiếm Chúa phải là thói quen của tôi và quý vị. Đó là thói quen tốt, đó là cách cơ đốc nhân tốt thường làm đó. Hy vọng rằng ở đây không có cơ đốc nhân không tốt, đúng không nào? Nha, yeah, quý vị học theo cách của nhiều cơ đốc nhân tốt. Đó là khi gặp nang đề, chúng ta đến với Chúa Giêsu giống như Mary đem cái nhu cầu, cái nang đề của đám tiệc đó đến với Chúa. Tôi muốn dừng lại ở đây một chút Lý do tại sao Mary đem cái nang đề này đến với Chúa Bởi vì bà biết rằng con trai của mình là Chúa của Thế Giêsu Có cách có cách để giải quyết Bà tin vào điều đó kính thưa quý vị Nếu không tin bà sẽ không đem đến đâu Nha. Cho nên kính thưa quý vị tôi muốn dừng lại ở đây Kính thánh cho chúng ta biết rằng ở trong thời điểm niên thiếu thơ ấu của Chúa Giêsu, thì à, Kinh Thánh không có ghi lại nhiều về các tình tiết. Là từ năm 12 tuổi cho đến năm 30 tuổi rồi ngài thi hành chức vụ, Kinh Thánh cũng không ghi lại cái khoảng thời gian đó. Theo văn nói mà nếu mà viết hết những gì về Chúa Giêsu thì cả trời này cũng không thể chứa nổi, đúng không nào? Không có sách nào chứa nổi. Yeah. Cho nên Kinh Thánh thì ít nói về khoảng thời gian niên thiếu và đặc biệt là nói về Joseph từ khi Chúa Giêsu 12 tuổi cho đến năm 30 tuổi ngài bắt đầu thi hành chức vụ và khi ngài đóng đinh trên thập tự giá thì kinh thánh không nói nhiều về Joseph nữa, tức là cha về phần xác của Chúa Giêsu hay là chồng của Mary. Nha. và đương nhiên là có một số nhà giải kinh họ dựa vào cái cái thông tin đó là khi Chúa Giêsu sắp trút hơi thở cuối cùng ở trên thập tự giá ngài nhìn thấy dân môn đồ ngài yêu và mẹ của ngài là Mary ở đó. Và ngài nói với dân đó là mẹ của người hãy đem bà về chăm sóc. Và đương nhiên có vài người về nhà và nhà dễ kinh họ nghĩ rằng lúc đó có thể là Joseph đã qua đời trong cái khoảng thời gian đó. Nha. Và có nghĩa là khi Joseph không còn nữa thì khi ở trên thập tự giá Chúa Giêsu quan tâm đến mẹ mình và nhờ dân chăm sóc mẹ mình. Nếu còn Joseph thì có lẽ Chúa Giêsu không nói lời đó, đúng không nào? Yeah, đó chỉ là một dòng suy nghĩ đó là một cái suy nghĩ thôi nhưng mà kính thưa quý vị dù sao đi nữa thì chúng ta học được bài học đó là Chúa Giêsu quan tâm đến tất cả nhu cầu của chúng ta và có thể trong thời gian đó khi vua xếp qua đời thì Chúa Giêsu đã tiếp quản gia đình của mình quyền huynh thế phủ đó là thay cha để chăm sóc mẹ và các em trai yeah, về phần xác cho nên cái việc thường ngày mà Mary làm đó là Giêsu con có thể giúp đỡ cho mẹ đóng lại cái bàn này không Chà, Chúa Giêsu là con trai người thợ mộc mà. Chúa Giêsu nói chuyện đó là việc của con mà. Giêsu có thể giúp cho mẹ sửa cái ống nước này không? Bởi vì phụ nữ thì không làm được việc đó, đúng không nào? Những người nữ ở đây đúng không? À, thì Giêsu có thể giúp đỡ. Giêsu có thể thanh toán giúp cho mẹ có hóa đơn này được không? À, và Chúa Giêsu nó được. Và cái cái khuôn mẫu của Mary đó là sao? Bà lệ thuộc vào Chúa Giêsu nha yeah. cái việc gì khó bà cũng đem đến với Chúa và nhờ ngài giúp đỡ đó lý do mà trong buổi tiệc này khi bà nhìn thấy việc này đó là cái nan đề xảy ra buổi tiệc và ngay lập tức đem đến với Chúa Giêsu cho nên tôi muốn cái lễ hội thánh ơi chúng ta cần phải có một cái khuôn mẫu này ở trong cuộc sống quý vị phần phải ưu tiên trước hết cho Chúa Amen nha yeah. và có thể khi mà Chúa Giêsu đem khi mà Mary đem cái nhu cầu cái nan đề đến thì tôi rất sốc khi đọc ở đây câu số 4 nếu quý vị có câu số 4 Quý vị sẽ nhìn xuống và quý vị cảm thấy cùng sốc giống như tôi Đó là sao Khi đã nói với Giê-xu Và Chúa giê nói sao Đức Chúa giê trả lời Thứ ba Việc này có liên can gì đến bà và tôi Giờ tôi chưa đến Quý vị có sốc khi đọc câu kinh thánh này không Dạ Khi mới tin Chúa tôi sốc á Dạ. Rồi nói Chúa Giêsu ơi, ngài có thể nói một cách nhỏ nhẹ hơn được không? đây là mẹ ngài mà. Chúa Giêsu, ngài có thể nói một cách lịch sự không? Bởi vì đây là giữa đám đông mà, đúng không nào? Yeah. Tôi tự nghĩ như vậy đó. Chúa Giêsu, tại sao ngài phải nói một câu như vậy? À, tôi có thể sốc. Một ai đó ngồi đây có thể sốc khi đọc câu kinh thánh này. Nhưng mà tôi tin rằng Mary không bao giờ sốc. nha yeah bởi vì khi mà sanh ra Chúa Giêsu đó là Đức Thánh Linh ở trên Maria và Chúa phán rằng con trai của bà là đấng cứu thế nhưng mà nhiều năm ở trong cuộc sống nhiều lần bà đến nhờ Chúa Giêsu là nhờ con trai của mình thôi Bởi cái suy nghĩ đây là con trai của mình bà đến cái nang đề này đến với Chúa Giêsu cũng với suy nghĩ là con trai của mình bởi vì nhiều lần ở trong cái cuộc sống Chúa Giêsu là thay cha mình để giúp đỡ cho mẹ đúng không nào nhà cho nên mất cái suy nghĩ với cái thói quen như vậy và đem tính năng đề đến với Chúa Giêsu nhưng ai lập tức Chúa nó thứ ba việc này có liên hệ gì với bà với tôi giờ tôi chưa đến lúc bây giờ bà muốn giật mình mà đi mới thúc lại một cái bà muốn sực nhớ rằng ồ oh, Chúa Giêsu bây giờ không phải không chỉ là con trai của mình nữa nhưng mà đó là đấng cứu thế Giêsu đang mặc khải cho mẹ mình biết rằng bây giờ con chỉ là con của mẹ nhưng mà bây giờ con là đấng cứu thế và Chúa nói với một cái tâm thái với một vị trí đó là đấng cứu thế nói chuyện với tội nhân quý vị nhớ không ạ? À? Quý vị hiểu không à yeah. Với cảm giác như vậy cho nên tôi và quý vị có thể sốc Nhưng mà Mary chợt nhớ Bà sức nhớ giật mình lên Bà biết rằng con trai của mình Bởi vì Chúa Giêsu bắt đầu chức phụ Đúng không thi hành chức phụ Và đó lúc đó lúc là Ngài là Đức Chúa Trời thật Kính thưa quý vị Ngài cũng là trăm phần trăm con người thật Và cũng là Đức Chúa Trời thật Cho nên kính thưa quý vị Ngài đang nói với Mary với một cái tâm thế Đó là Ngài là đấng cứu thế của cuộc đời bà Kính thưa quý vị cho nên chúng ta không còn sốc nữa nha, yeah. những người xem online không còn sốc nữa nha, nha yeah. và kính thưa quý vị, đây là cách mà chúng ta cần học nơi câu chuyện này, đó là Mary đem nang đề đến với Chúa, bà nhìn thấy Chúa làm phép lạ và thông qua cái nang đề này bà nhìn thấy Chúa Giêsu là đấng cứu thế thật của cuộc đời bà, kính thưa quý vị. Lúc bây giờ Ngài không chỉ là con trai của bà nữa Nhưng mà Ngài là đấng cứu thế thật của cuộc đời bà Cho nên Kinh Thánh nói rằng hãy trao tất cả mọi gánh nặng cho Chúa Anh em cần phải trao tất cả mọi lo lắng mình cho Ngài Để Ngài chăm sóc anh chị em Thông qua đời sống trung tính cầu nguyện Thay vì chạy đến chỗ này chỗ kia Để tìm sự cứu giúp Chúng ta sẽ tìm đến với Chúa Là nguồn cứu giúp của chúng ta Tôi ngước mắt lên đi núi Để nhìn xem sự cứu giúp tôi đến từ đâu Quý vị ngước mắt lên đi để nhìn xem nó đến từ đâu. Kinh thánh cho chúng ta biết câu trả lời như thế nào. Sự cứu giúp của tôi sẽ đến từ Đức Giêsu Va là đấng dựng nên trời và đất. Sự cứu giúp của chúng ta không đến từ con người, không đến từ một ai đó, nhưng mà sự cứu giúp của chúng ta đến từ Chúa. Amen. Nha. Yeah. Cho nên tôi vô cùng cảm ơn Chúa vì tôi đã nhìn thấy tinh thần cầu nguyện mạnh mẽ từ hội thánh của chúng ta nơi đây tôi được khích lệ bởi tinh thần của hội thánh Chúa tại nơi đây. Một cái hội thánh và với tinh thần cầu nguyện rất là mạnh mẽ. Quý vị đã đem những nhu cầu đến với Chúa và cảm ơn Chúa vì chúng ta nhìn thấy kết quả thông qua cái tinh thần hiệp một và sự mạnh mẽ từ nơi quý vị, từ nơi phòng Zoom và từ nơi cái tập trung. Và kính thưa quý vị, cả thuộc linh lẫn thật thể, thuộc thể như tôi chia sẻ từ ban đầu, hội thánh được gia tăng mỗi ngày. Tôi là người mà tiếp nhận những người làm bất tem, là tân tín hữu từ hội thánh quý vị đưa đến để làm bắp têm và mỗi tháng ít nhất là tôi nhìn thấy hơn 10 người từ hội thánh mơ ước đưa đến để làm bắp tay bằng nước để trở nên môn đồ của Chúa Giêsu Amen. Cho nên thật khích lệ từ này rất nhiều phép lạ đã xảy ra, đang xảy ra và tiếp tục diễn ra ở trên hội thánh ngài. Quý vị có thể vỗ tay để ngợi khen Chúa về điều tốt lành này không? Ở trong Thi Thiên 34 câu số 10, sư tử tơ có thể đối có thể thiếu thốn và đối khác Nhưng người nào tìm cầu Chúa sẽ chẳng thiếu điều tốt lành nào Đấy là lời rê ma dành cho ai đó đang ngồi đây yeah. Kính thưa quý vị, Chúa sẽ tỏ mình thành tín đối với tất cả chúng ta, những người trung tính với Ngài Chắc chắn rằng có những phần thưởng của sự trung tính Chúa sẽ đem đến cho quý vị Tôi muốn nói lời này cho một ai đó đang cảm thấy nản lòng Quý vị cảm thấy rất là mệt mỏi Vì những cái nang đề nào đó Quý vị đã từng chiến đấu trong trường ngộ nguyện Nhưng mà chưa có câu trả lời Và đôi khi chúng ta thất vọng Chúng ta mệt mỏi Và Chúa nói rằng Chắc chắn rằng sẽ có nhiều phần thưởng Dành cho cuộc đời của quý vị Em áo cam đứng lên Tôi lần đầu tiên gặp em ở đây Và khi giảng Chúa cho tôi nhìn thấy em Và Chúa nói rằng em có một trận chiến ở trong cuộc sống của mình. Nha. Và đôi khi ở trong tâm trí của mình em muốn dừng lại. Đúng không nào? Nhưng mà Chúa nói rằng hãy tiếp tục tiến đến con. Chúa nói với em hãy tiếp tục tiến đến. Hãy tiếp tục tiến đến. Sẽ trong một thời gian rất ngắn gần đây đều em sẽ bước qua một mùa gọi là mùa gặt. Em sẽ kinh nghiệm mùa gặt đó. Đừng dừng lại nhé. Chúa đang nói với em điều đó. Có đúng với mình không? Dạ, quý vị hãy ngợi khen cộng với Chúa. Kính thưa quý vị Chúa đang muốn nói quý vị Đang hãy đến với Chúa trước tiên Và điều thứ hai Để nhìn thấy phép lạ Để nhìn thấy điều lớn hơn Đó là chúng ta cần có đức tin Đức tin ở đây Đó là chúng ta nhìn thấy Chúa Thông qua những nàng đề Nha, chúng ta nhìn thấy Chúa thông qua những cái hoàn cảnh mà quý vị đang đối diện Cái nang đề chúng ta nhìn thấy nó không chỉ là nang đề đâu Kính thưa quý vị Nhưng mà à, tìm ẩn ở trong những nang đề đó Luôn có cơ hội Kính thưa quý vị nha à, Cái nang đề ở tại nơi đây Đó là người ta hết rượu Hết thức uống nha Nhưng mà kính thưa quý vị Thông qua cái nang đề đó Người ta đã có một cái trải nghiệm Thấy một phép lạ Đó là họ có điều tốt hơn Vĩ đại hơn Đó là rượu ngon nhất xứ Galilee Lúc bây giờ Kính thưa quý vị nha. Yeah. cho nên ở trong cái nguy luôn có cái cơ đúng không? cho nên tiếng việt người ta gọi là nguy cơ. bởi vì trong cái nguy đó, nan đề đó vẫn có cơ hội. nếu chúng ta là người có đức tin, amen. amen. những người có đức tin là người nhìn thấy cơ hội ở trong từng nan đề xảy ra ở trong cuộc sống. nhưng ngược lại người vô tín thì nhìn thấy ở đâu cũng nan đề hết, đúng không nào? Cho nên khởi đầu của phép lạ này là kinh thánh cho chúng ta biết rằng có một người mẹ đã đem một nang đề đến với Chúa và sau đó là một phép lạ xảy ra. Điều này có nghĩa là có cơ hội ở trong mọi hoàn cảnh khó khăn mà anh em đang đối diện. Nha. Có một phép lạ đang tồn tại chung quanh những nang đề bủa vây anh em. Amen. Dạ, tôi muốn khích lệ ai đó đang muốn gục ngã. Đối diện với quá nhiều nang đề ở trong cuộc sống. Và có thể quý vị cảm thấy mệt mỏi Ở trong cái đời sống đức tin của mình Nhưng mà lời rê ma dành cho quý vị Đó là có một phép lạ đang tồn tại chung quanh những nan đề Đang bủa vây cuộc đời anh chị em Tôi không biết lời này dành cho ai Nhưng mà nếu quý vị có hiểu cần lời đó Quý vị cảm nhận đó là lời Chúa phán Thì hãy cảm ơn Chúa về điều này Nha. Nếu chúng ta biết cách để đem với nước Chúa Thông qua sự cầu nguyện nếu tiệc cưới này không hết rượu sẽ không bao giờ có phép lạ mà chúng ta cùng nhau suy gẫm trong sáng hôm nay đâu nha yeah. cho nên khi phép lạ xảy ra có nhiều người vui hưởng họ uống được một cái loại nước uống đó là ngon nhất xứ lúc bây giờ nha yeah. cho nên Chúa luôn có những điều tốt lành nhất dành cho chúng ta amen nha yeah. Chúa không chỉ muốn chúng ta vui hưởng những phước hạnh đâu đương nhiên là như thế nhưng mà không dừng lại ở trong phước hạnh hội thánh rồi phước hành là tạm thời thôi Nhưng mà Chúa không muốn dừng lại ở đó Chúa muốn quý vị rằng biết rõ Ngài Sâu nhiệm hơn về Ngài Thông qua những phép lạ mà Chúa làm cho cuộc đời chúng ta Đó là Chúa không chỉ quan tâm du vào thuộc thể Nhưng mà vấn đề thuộc linh chúng ta Là cần phải từng trải với Chúa Cho nên Chúa à, Tại nơi đây, đây thông qua phép lạ này Mary nhận biết Chúa Giêsu không chỉ là con của bà Nhưng mà khi Ngài nói rằng Thưa bà bài dược mình và nhận biết bây giờ Chúa Giêsu là đấng cứu thế của cuộc đời bạn. Kính thưa quý vị. Nó không chỉ là một phép lạ, nhưng một một chân lý, một bài học thuộc linh, một sự sâu nhiệm ở trong đời sống đức tin. Và kính thưa quý vị, kính thánh cho chúng ta biết rằng thông qua phép lạ này nhiều môn đồ bắt đầu tin vào Ngài. Có thể trước đó họ đi theo Ngài bởi vì họ cảm nhận Ngài là một rabbi. Một rabbi, một thầy dạy luật xuất sắc của người Do Thái. Chúa dạy như có năng quyền chứ không giống như những thầy thông giáo. Họ được chinh phục bởi cái kiến thức của Chúa. Nhưng mà kính thưa quý vị, thông qua phép lạ này, họ tin vào Ngài là đấng cứu thế. Ngài không chỉ là một ngày dạy luôn, nhưng mà Ngài là đấng cứu thế cho cá nhân cuộc đời của họ. Nha. Cho nên để nhìn, họ nhìn thấy Chúa ở cấp độ cao hơn. Nha. Và tại đây, kinh thánh cho chúng ta biết rằng, khi người những người quản tiệc, những người phục vụ lúc bấy giờ, họ ném nước đã biến thành rượu ở trong câu chuyện câu chính Nhưng họ không biết rượu đến từ đâu Còn những người phục vụ múc nước thì biết Những người vui hưởng phước hành đó Họ không biết là làm sao để có được cái cái nước uống ngon như thế Đến nỗi cái người mà quản lý ở đó Họ nói với chú rể Ủa Người ta đãi rượu dở trước, ở à, rượu ngon trước đến rượu dở sau. Bây giờ anh làm ngược lại, rượu dở trước, rượu ngon sau. Rượu này ở đâu vậy? Chú rể nó tôi cũng không biết nữa luôn. Nhiều người vui hưởng phước hành đó Nhưng mà họ không biết Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết Những người phục vụ, những người múc nước thì biết Tôi muốn dành thêm một chút thời gian Để khích lệ quý vị tại nơi đây Nha, Những người phục vụ Họ đã vâng lời Chúa Những người phục vụ là những người nhìn thấy phép lạ đầu tiên Nha, Chúng ta nếu là người phục vụ Quý vị sẽ là người nếm trải những điều ngọt ngào Phước hạnh đầu tiên Chúa cho Những người tận hưởng Thì họ không biết nhưng mà những người phục vụ thì họ biết phép lạ này đến từ đâu tại sao bởi vì họ là những người vâng phục Chúa Giêsu họ là những người làm theo Chúa Giêsu mặc dù nó khó hiểu nó vô lý nhưng họ đã vâng phục một cách trọn vẹn để có thể là người đầu tiên xứng đáng để nhìn thấy phép lạ cho nên sự vân phục sẽ đưa chúng ta đến với nhiều phép lạ tấm lòng vâng lời sẽ dẫn chúng ta đến phép lạ khi các con sẵn lòng vâng lời thì ăn được sản vật tốt nhất của đất người ta đang hết rượu Chúa Giêsu nó mút nước lạ nếu là tôi tôi nói ủa chúa hơi tốn thời gian để con đi tìm chỗ khác đi chúa để con gọi điện cho cái shop này đi chúa đúng không nào biểu nước lạ nó không liên quan gì đến nang đề nó vẫn liên quan gì đến hoàn cảnh Dường như nó trái trái ngược ngược sai sai gì đó Đúng không nào ha. nó tự nhiên cái việc của họ là Thức rượu chứ không phải nước lã Giêsu nó nước lã cô Cứ làm theo nước lã đi Nhưng mà cảm ơn Chúa Bởi vì có những người vận lời tại nơi đây Quý vị thấy không nào Đôi khi Chúa phán một điều gì đó Chúa bảo một điều gì đó Chúa dạy một điều gì đó Nó trái ngược với điều cảm xúc của quý vị với cái hiểu biết của quý vị nhưng vấn đề là chúng ta tin cậy Chúa luôn luôn đúng Amen nếu quý vị biết rằng Chúa là tuyệt vời Chúa là đúng vì ngài là chân lý kính thưa quý vị thì quý vị cần phải vâng lời giống như người phục vụ này đôi khi nó trái ngược với lại cái điều hiểu biết của chúng ta nhiều nước năm trước đây tôi đến giảng cho một hội thánh một căn nhà thuê của một gia đình tại đó chứa đồ gọi là phế liệu Người ta gọi là ve chai ngày hôm nay đó Tức là cái gia đình này là thu mua ve chai Một cái vựa ve chai Hội Thánh nhóm trong căn phòng chặt nít Kính thưa quý vị Không gian là để chứa ve chai nha Những cái 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 đồ phế liệu á Thế nên Hội Thánh vẫn nhóm lại Nhưng mà cảm ơn Chúa Tại đây những người nhập cư Tức là những người không phải là dân gốc thành phố Rồi họ là những người buôn bán ve chai Họ biết về Chúa thông qua Hội thánh, rồi sau nữa họ là những người bán xe đẩy, đẩy đẩy dọc đường, đó là buôn bán nhỏ lẻ bình thường thôi. Họ là những công người công nhân, nha và cứ vị rất nghèo khổ. Nhưng mà điều đặc biệt tôi nhìn thấy hội thánh rất là trung tính. Mặc vì nhóm nó không có giống như không gian sang trọng của quý vị ngày hôm nay đâu. Một căn phòng chặt nít, nóng nực như vậy đó, không có máy lạnh nhưng mà họ vẫn nhóm trung tính. Họ không chỉ nhóm trung tính đâu nha, họ là những người rời rộng nhất. Nhà yeah, tôi biết được họ Mặc dù là buôn bán nhỏ lẻ Nghèo khó nhưng mà họ trung tính Và họ là người rời rộng Họ là người thích cho đi quý vị Họ là người tận tâm với Chúa Yêu mến hội thánh Đến nỗi con cháu của những người đó nha yeah, họ đều gửi cho đi học để về phục vụ Chúa Họ thấy những hội thánh trung tâm có đội thợ phụ Có người này người kia Bắt đầu họ gửi con họ đầu tư vào nhạc viện luôn Quý vị ấy buôn bán nhỏ lẻ Mà đầu tư cho đứa con mình Để có thể có được một cái kỹ năng phục vụ Chúa thì đó là một điều thực sự khó Bởi vì sao một giờ học có thể 200 ngàn, 300 ngàn, 500 ngàn Cột số bạn trẻ ở đây biết rồi đúng không nào yeah, mà để có thể có được một người Có thể có một cái tính chuyên nghiệp Sự cảm nhận như vậy Có khả năng để phục vụ Chúa Họ tốn rất nhiều tiền Không phải gia đình có khó khăn đâu Họ bắt đầu từ những người khó khăn như vậy đó Nhưng mà cảm tạ Chúa Thì thông qua cái sự trung tính vâng lời Hết lòng yêu mến Chúa đó Thông qua cái đức tin đó Bây giờ hội thánh đã khác biệt bây giờ thì tôi đến như vậy nhưng bây giờ họ đã có một cái căn nhà thờ riêng để thờ phượng Chúa rồi Amen nha từ một cái căn phòng nhỏ xíu bây giờ hội thánh đã có một cái nơi thờ phượng Chúa và những người khó khăn trước đây á thì bây giờ họ hầu hết là những người giàu có nha tôi đến tư giảng và tôi nghe những lời làm chứng từ nơi họ như vậy bởi vì tôi là người chứng kiến nó từ ban đầu nha trước đây thì họ như vậy đó quý vị thấy không bàn tay của tôi không ạ à? nha vân tay của tuổi trung niên nó không đẹp đẽ đâu nhưng mà nhìn thấy đúng không nào bây giờ họ trở nên như vậy rồi hoàn toàn khác biệt cái màu khác đúng không nào cái màu này nó đẹp hơn sáng hơn đúng không nào hoàn toàn khác biệt trước bây giờ bây giờ như vậy đó bây giờ kính thưa quý vị những người mà trước đây ở nhà thuê nhà mướn thì bây giờ hầu hết những thành viên trong hội thánh đều có nhà có cửa nha nha và thậm chí không biết có nhà có cửa đâu Có đất có đai nữa Tôi thật là vui mừng khi nghe làm chứng như vậy đó Không chỉ có một căn nhà có đất thêm nữa Ồ lạ lùng á Kỳ diệu Chúa đã chúc phước cho những người trung tính Chúa đã thay đổi hoàn cảnh họ Họ có xe hơi nữa đi nhóm Họ đậu xe hơi dọc hồi thánh nữa Kính thưa quý vị Nà, Từ những người rất là khó khăn trước đây Nhưng bây giờ họ đã thay đổi Thuộc linh họ yêu Chúa Và thuộc thể Chúa đã cho sự gia tăng nha yeah. và kính thưa mục sư của họ đi giảng á đi đâu á thì mấy tín hữu thay phiên nhau chở mục sư đi giảng sáng nay tôi đến đây bằng xe máy nha nhưng mà các ông mục sư kia đó mỗi lần đi đến đâu giảng á đều có tín hữu xung vô ngày hôm nay em chở mục sư đi hội thánh ngày hôm nay em chở mục sư đến hội thánh và mỗi lần tôi giảng tôi thấy rằng ông mục sư đó không có đi xe máy đâu những tín hữu đó chạy xe qua rước gia đình mục sư đến hội thánh quý vị đâu họ biết ơn Chúa họ đến nhìn thấy Chúa hành động Tôi hy vọng là lời chứng này sẽ kết lệ quý vị Và họ dân tiền để hội thánh mua đất xây hội thánh nữa quý vị đó là những điều tuyệt vời Cho nên Esai đồng 1 có 19 đó là Nếu chúng ta sẵn sàng trung tính vâng lời Sẽ có được sản vật tốt nhất của đất Cho nên Chúa Giêsu đã từng nói rằng Các con sẽ đơn sơ như con trẻ Sẽ hướng được vương quốc của Đức Chúa Trời Thông qua những phép lạ này Không chỉ giải quyết cái nang đề cấp bách lúc bây giờ Là cho buổi tiệc nó được trọn vẹn nhưng mà để cho những người tại đó tin vào Ngài Kính thưa quý vị Điều đó có nghĩa là Chúa sẽ giải quyết tất cả mọi nan đề cho tôi bị vậy Để rồi không chỉ chúng ta vui hưởng ở trong phước hành Giống như những người ở trong buổi tiệc ngày hôm đó Nhưng để chúng ta sâu nhiệm về Ngài và khi quý vị sâu nhiệm về Ngài Quý vị sẽ biết ơn Ngài Và phục vụ Ngài nhiều hơn Cho nên để có thể Có những điều vĩ đại Chúng ta cần phải đến với Chúa trước tiên khuôn mẫu đó là trước hết kính thưa quý vị giống như Mary thay vì làm cách này cách kia bà đã đem cái nang đề này đến với Chúa Giêsu và điều thứ hai đó là chúng ta còn có đức tin à, còn có đức tin giống như những người phục vụ trong buổi tiệc đó đó là chúng ta cần phải nhìn thấy Chúa thông qua những nang đề kính thưa quý vị nha yeah, chúng ta cần phải vâng phục Chúa là cơ hội để rồi chúng ta nhìn thấy phép lạ nên hãy nhớ rằng hội thánh ơi nếu quý vị đang đối diện với nan đề đừng nhìn vào nan đề nữa nhưng hãy nhìn vào Chúa bởi vì chúng ta cần phải thấy Chúa thông qua những nan đề Hay là cần phải nhìn thấy những cơ hội, những phước hành tồn tại chung quanh những nan đề chúng ta đang đối diện Tại đây câu chuyện nó không chỉ là nan đề nhưng mà nó là phép lạ Kính thưa quý vị, nan đề trở nên phép lạ khi có Chúa Giêsu ở đó Amen Cho nên tôi tin là cuộc đời quý vị sẽ là cuộc đời phép lạ Bởi vì Chúa Giêsu ở với chúng ta Amen Hãy cùng đứng lên và đến với Chúa để dâng lời cầu nguyện